là đàn ông, không dám ngã xuống vì phía sau còn đàn con, không dám trốn chạy vì phía trước còn cha mẹ, không dám đổ bệnh vì sợ không có người chăm sóc, không dám mệt mỏi vì chẳng có ai ở bên, không dám lười nhác vì không có ai cung cấp tiền bạc. Trọng trách ấy kiếm tiền là thiết yếu. Từ xa chờ em về.